Ngày 9 tháng 12, chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam gọi tắt là VACI năm 2014 với chủ đề là tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình đã được phát động tại Hà Nội. Chương trình do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới tổ chức với mục tiêu hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo nhằm tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, giảm thiểu tham nhũng. Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết, tham nhũng ở Việt Nam vẫn còn nghiêm trọng. Tham nhũng nhỏ, nhũng nhiễu, chi phí không chính thức diễn ra nhiều nơi gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để phòng chống tham nhũng có hiệu quả, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan công quyền, sự tham gia tích cực của cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng. Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam năm 2014 gồm hai phần chính: cuộc thi sáng tạo và trao đổi kiến thức, diễn đàn chính sách và kết nối. Thi thạc sĩ sáng tạo là cuộc thi công khai có ban giám khảo chấm điểm. Cuộc thi dự kiến sẽ lựa chọn ít nhất 20 đề án xuất sắc nhất, sáng tạo nhất, có tính khả thi nhất nhằm tăng cường liêm chính và trách nhiệm, góp phần giảm tham nhũng. Mỗi đề án có thể được cấp tối đa 300 triệu đồng để thực hiện.